Xin chào tất cả các bạn, hôm nay trở lại kênh vlog của mình. Ôi, mình xin giới thiệu là có chủ trì của anh Phu Thế Anh cả anh Sộ đưa anh em Hải đi ăn. Đây, quán đây. Đợi mình lên trên kia rồi mình quay lốt cho anh em xem nha. Anh em chờ đợi nha. Rồi, mình lên đến nơi rồi. Đợi tầng đợi đặt luôn. Đây, anh em nhìn đây. Đấy, ngồi chơi điện thoại với cả một cái điện thoại chán nhá, cuối lời chán nhá. Mình nghĩ 5 người, sau đó tí đợi một thằng em nữa để tăng đến. Rồi, xem bản tính đơn nha, anh em ăn gì review cho mình nha. Bản giá có 25.000 rẻ mà. Ăn lẩu này ai chả muốn ăn. Đây sang bên này tăng 100.000 đó, 150.000-400.000. Cà chê kiểu con gà điểu. Đây, 600.000 thực phẩm này. Thấy chưa? Đấy. Ở xong rồi anh em ạ. Đây. Khách rồi. Em thấy ngon nhỉ? Lẩu gì anh? Lẩu à, đây gọi là lẩu ếch. Cá hải sản, máy gà chiên. Cá chiên, rau select. Đây, một thằng em mình này. Đấy, điên là gì chán đỏ. Mới thằng cầm cái điện thoại. Cảm ơn mình không cầm gì đúng không? Cầm cả cầm gì? Để cầm lấy trái này. Anh khuê anh xăm hồi nhỏ anh. Đây hồi xăm này, anh xăm này. Hồi xăm mày lầm lỡ anh? Anh đây, lầm cả, lỡ. Anh cả sao mà anh xăm này? Anh chả hiểu, anh đủ đợn với thằng nào á. Anh thấy chúng nó xăm thì anh xăm theo anh. Nhìn này, đán đời không? Có mấy ngày rồi anh? Mua tên này. Anh xăm hồi lớp mấy ấy? Anh xăm hồi lớp 8. Hồi bé đã xăm rồi, ba quán rồi. Đây nó chọc anh đầu. Không thể nào nói được. Thế còn hình nào không anh? Bây giờ còn chữ hát mà. Anh xóa rồi. Đâu? Cái chữ hát đâu? Tức trong này ơi. À đúng rồi. Anh cởi ra cho mọi người xem. Anh là tò mò về xăm của mọi người thì anh em comment xem. Anh em coi. Anh em comment nhá. Chữ A. Chữ A. Đây là anh chữ chọc đúng không anh? Anh tìm chọc. Anh chọc bằng kim sa băng. À kim sa băng à? Ờ. Anh em quay. Từ từ. Đông cùng anh ạ. Rồi anh em ạ. Cho anh em ăn thử một miếng nhá. To vào. Đây, ngon. Mời anh em ạ. Đúng là không mời anh em. Mời anh em nhá. Ê, anh em ăn đi. Quay anh em ơi. Quay anh em ơi. Ăn đi anh em. Ngon đấy. Đấy, như anh em mình này. Đấy, có gì đâu. Không có người yêu nhưng mà. Cần gì đâu. Cần gì phải đi ra ngoài đường bốc đầu làm gì đua xe làm gì. Lô em sắp tới là anh không có người yêu à? Lô em này à. Như mình vừa dặn thôi, còn là tin là tối về tin sau. À. Quá. Alo. Quá. Lô em cần gì nhiều nhỉ? À mình muốn mua ấy. Lô em cần gì nhiều? Màu này nó mới nhìn nó biết này, màu nhìn chụp ảnh nó xinh gì nó biết gì không gì. Mùa đông này á, có lưu lầu này, ấm rồi, không phải gì đâu. Nếu anh em màu á, mà lạnh á, không phải bốc đầu, không phải đi xe, đất người yêu làm gì. Ra ngay quán lẩu, lẩu ngói. Mình ở Vĩnh Nhân Minh Phúc, anh em đến lẩu ngói ở đây rồi gọi là ngã tư Hùng Quân, quán ngói, đấy. Quán ngói, quán lẩu cứng nhất. Cứng nhất. Chuyện này ngon nhất ở Hà Nội. Bợ khỉ. Tất nhiên bây giờ là Hà Nội. Chắn bợ khỉ. Anh Hải làm miếng anh Hải ơi. Mấy tay bán ăn nhá. Nhiều. Ngon, sướng. Ngon, ngon. Sướng. Tết rồi. Lúc lạng đồn, lúc đồn nó ngon ngon. Tết rồi. Bỏ đi đồn ngáo. Nó phỏng nhá. Món luộc nó vương, đông đũa. Vương. Ôi à.
Thôi anh em ạ. Rồi. Anh em mình ăn xong rồi. Một tuổi nó rất là nghiệp ạ. Nếu mà anh em nào có ý tưởng hay thì hay bình luận ở dưới nha. Xin chào tất cả anh em mình. Anh em nhớ ủng hộ anh em mình nha. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại lần sau nha. Anh em. Bye. Say rồi. Không biết lồn thì mà say. Thì vát. Độ cồn vậy. Đấy. Xong rồi mà vẫn ăn tiếp. Ăn luôn. Anh Hải đéo được rồi. Xăm xăm chổ chổ thì mình ngứa mắt không? Áo sói, áo sủng này. Kỳ quá lại áo hủ, áo yên. Kỳ quá áo mới yên. A là cha, B là bố à? Thôi, chào lại. Hả? Chào lại, chào lại. Và xin chào tất cả anh em nha. Để anh em lần sau, anh em nhớ bình luận và ấn nút chuông bên cạnh đấy, để là theo dõi video của mình. Quay. Áo. Không để quay. Ôi mới được quay. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh challenge của mình không? Hôm nay mình xin giới thiệu là hôm nay có đại gia đây. Ôi ăn mừng ba mươi cá súc. Ăn mừng ngoạn. Ăn mừng muộn cho anh em. Hôm nay giờ lạnh thì có 13 độ, lạnh quá. Nên đi ăn đúng không? Thằng em đưa đi ăn lẩu, vui rồi. Đã, thằng em mình có 3 người thôi nhỉ? Có 3 người. Ôi anh em chờ đợi clip sau không? Clip tiếp tục nha. Đợi anh em bye bye. That the brothers on the rise now. Woo!